Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì hôm nay em vừa đi đăng ký một chiếc xe Toyota Altis màu bản G màu đen. Thì đây là thời điểm vàng để mình lấy Altis rồi. Trong lịch sử thì chưa bao giờ Altis có cái giá lăn bánh, nó sẽ rơi vào tầm 700, hơn 700 một chút. Thì đã có thể mang Altis về rồi. Và đây là thời điểm thứ nhất là được giảm thuế và thứ hai là nhà máy giảm khá sâu, nên là nếu anh chị nào cần có xác định lấy Altis thì có thể liên hệ sớm giúp em. Lô xe này thì có thể là trước Tết thì chỉ còn một vài chiếc, và tầm tháng 2, tháng 3 thì em có thể về hơn được chục chiếc nữa, và màu chủ yếu là màu trắng và màu đen. Bản phiên bản Altis 1.8G thì có giá niêm yết là 763 triệu, màu trắng ngọc trai thì thêm 8 triệu giúp em là 781 triệu, còn phiên bản tiêu chuẩn là 733 triệu. Màu trắng ngọc trai là 741. Thì phiên bản 1.8G là trước mặt chúng ta có đèn là đèn bi LED này, nội thất đen, và có thêm một số cái option khác, ví dụ như cụp gương tự động hoặc là khởi hành ngang dốc. Nó khác so với cả phiên bản 1.8E. Thì quan trọng là anh chị thích cái màu nội thất nào là chủ yếu, còn hai bản nó chênh nhau không đáng quá nhiều ấy, 30 triệu là nó tùy theo cái màu sắc nội thất anh chị thích là như thế nào. Còn ngoài ra thì về chính sách trả góp thì bên em hỗ trợ trả góp xe lên đến 80 hoặc 90% giá trị xe. Nên là anh chị chỉ cần có trong tay là rơi khoảng tầm 160 triệu. Từ 150 đến 160 là bên em có thể là mang xe về cho anh chị rồi. Đặc biệt là vì sao là cái Altis có cái giá hiện tại thì sắp tới tầm tháng 4 thì có thể là phiên bản mới của Altis sẽ về, dự kiến là tầm tháng 4 thì Altis bản mới sẽ được chuyển từ lắp ráp trong nước và thành nhập khẩu nguyên chiếc, và là phiên bản mới nên là cái giá niêm yết thứ nhất là sẽ tăng, mà thứ hai là sẽ không trong diện giảm thuế nữa, nên là theo em dự đoán thì sẽ để lăn bánh một chiếc Altis ra ngoài đường nó rơi khoảng tầm 900 triệu, nó chênh quá nhiều so với thời điểm hiện tại. Mà cái cảm giác lái và cái động cơ của Altis hiện tại thì nó được khẳng định có rất nhiều năm rồi, nên là anh chị có quan tâm chủ yếu vào cái vận hành xe này, vào cái cách âm và cái khung gầm, cảm giác lái thì Altis hiện tại là đã đáp ứng đầy đủ. Còn nếu mà anh chị quan tâm nhiều đến cái option thì có thể đợi phiên bản mới. Tuy nhiên theo ý kiến của em thì cái mình tính một chút, gọi là theo thực dụng một chút, thì cái số tiền mình bỏ ra với cái công năng sử dụng mình thu về thì cái giá trị mình nhận được ấy, thì là cái Altis hiện tại là đang tốt nhất thị trường. Theo em có thể tốt hơn Vios ấy, thì Vios hiện tại là nếu mà đăng ký xong xuôi nó dư khoảng tầm 600, mình thêm tầm 100 nữa mình lên hạng C, rộng rãi hơn, khỏe hơn, cách âm tốt, thì cái giá trị thu về do so với cả cái giá tiền mình bỏ ra thì hiện tại là Altis đang tốt nhất thị trường. Và trong khuôn khổ cái video nhanh này thì em giới thiệu cho anh chị sơ bộ về các chính sách xe, về trả góp cũng như là nhận định thị trường một chút. Thì nên là nếu anh chị có cần em tư vấn gì thêm hay cần tính theo cái tối ưu tài chính cho anh chị hay cái lịch xe như thế nào thì có thể liên hệ giúp em qua cái số điện thoại mình trên màn hình nhé. Em xin hẹn anh chị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.